thưa quý vị, có khi nào quý vị bỏ lễ ngày Chủ nhật? Chẳng hạn như anh chị em xa quê đến thành phố lớn làm việc, lao động, anh chị em đi công tác, hoặc cả gia đình đi du lịch, mà rơi vào những ngày Chủ nhật thì chúng ta không biết được là cách nào đó tìm giờ để hoặc tìm nhà thờ để tham dự thánh lễ Chủ nhật. Trước nhu cầu đó thì Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục đã đề xuất nên tận dụng công cụ phương tiện hiện đại hiện nay để giúp cho anh chị em tín hữu tránh được những cái dịp mà mất lễ như vậy. Và vì thế mà Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phối hợp với đối tác thực hiện trang giờ lễ.vn và cũng như tải trên ứng dụng để chúng ta có thể tận dụng những phương tiện Chúa ban để chúng ta gìn giữ đời sống đức tin của chúng ta. Hiện nay, ứng dụng App Giờ Lễ do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành đã có trên Google Play và App Store. Chọn cài đặt để tải về máy. Sau khi tải xong, chọn mở ứng dụng. Có hai cách để tìm nhà thờ mong muốn. Cách 1, bấm vào ô tìm nhà thờ gần, sẽ xuất hiện 5 nhà thờ gần nhất từ vị trí của bạn. Cách 2, nhập tên nhà thờ cần tìm kiếm. Sau khi đã chọn nhà thờ, bấm vào xem giờ lễ để biết thông tin giờ lễ các ngày thường, trừ thứ bảy và chủ nhật. Bấm vào chỉ đường để biết được khoảng cách, thời gian di chuyển và sơ đồ đường đi. Hiện nay, một số giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ. Xin quý vị phản hồi để ban quản trị cập nhật tại mục phản ảnh giờ lễ. Song song với việc phát triển app, ứng dụng này, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam còn ra mắt web giờ lễ.vn. Kính mời quý vị theo dõi. Được cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho những nhu cầu thiết thực của bà con giáo dân là một niềm vui và là sứ mệnh của người công giáo. Chúng tôi xin cảm ơn công ty Zen Technology đã đồng hành với chúng tôi trong việc thực hiện dự án này. Ứng dụng này nổi bật ở nút tìm nhà thờ gần nhất, giúp cho người dùng dù đang di chuyển vẫn tìm được vị trí giờ lễ thích hợp cho mình và gia đình. Tính ghé vô nhà thờ cho anh dự lễ ngày Chủ nhật. Cảm ơn chú. Ngoài Việt Nam, dữ liệu giờ lễ hiện đã có tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và một số giáo xứ Việt Nam tại Mỹ.